xin chào các anh chị nhà đầu tư thì vào đây trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy thì cũng trong hai cái phiên giao dịch trước là cái phiên ngày hôm qua và cái phiên ngày thứ hai thì nhìn chung là trong hai phiên này thì vào đây mình nó cũng có những cái sự rung lắc nhất định cũng có những cái sự điều chỉnh nhất định cũng đóng cửa giảm điểm rồi thấp nhất phiên rồi đỏ điểm này kia nhưng mà nó vẫn chưa lắp lại cái phần gấp úp được mở ra trong cái phiên ngày 20 tháng 7 này và cũng trong cái video đầu tuần thì em đã có chia sẻ với anh chị mình về những cái kịch bản của thị trường Cũng như là những cái vận động cần thiết cho vợ này là lắp lại cái phần gấp ấp này càng sớm càng tốt Đúng không ạ? À? Thì cái phiên ngày hôm nay chính thức là phiên lắp lại hết toàn bộ cái phần gấp ấp tương đối là nó rất là thành công Và buổi sáng hôm nay thì vợ này mình khởi đầu nó cũng bằng một cái gấp đao nó cũng tương đối Có nghĩa là nếu anh chị nhìn vào cái bản điện sáng nay là nó rất là xấu Đúng không? nhìn nó đỏ lè con nào cũng giảm hết tại vì gấp đau mà đúng không đại đa số thì nó sẽ giảm khoảng tầm từ 1 cho tới ba phần trăm đấy và trong phiên thậm chí anh chị nhìn cái thanh ba nó có cái phần râu ở phía dưới này nè có nghĩa là trong phiên có những lúc thị trường nó nhúng thêm cái nữa để nó lắp hết toàn bộ cái phần gáp ở phía dưới này nè đấy sau đó nó mới rút chân lên đúng không thì nó nhúng như vậy người ta rất là sợ sợ thị trường nó sẽ cắm đầu xuống rồi nó test lại cái đáy dưới này kia nó thủng này kia thì coi như nó làm lại rất là lâu vì hình dung nó là như thế và sau đó thì nó rút chân lên rồi cuối phiên sáng dần dần hồi phục rồi đầu phiên chiều rồi càng về chiều là nó hồi càng mạnh ha à, rồi gần cuối phiên hồi mạnh hơn nữa rồi vô atc kéo nữa đấy nhìn chung là phiên chiều là phiên kéo phiên sáng là rung đắt cuối phiên sáng là hồi phục hình dung nó là như thế anh chị ha rất là tốt và từ cái gấp buổi sáng và cuối cùng đóng cửa thì thị trường tăng đâu đó khoảng tầm là 6 điểm đúng không đóng cửa cao nhất luôn và đóng cửa cao nhất là cả về chỉ số của vn index và mặt bằng chung rất nhiều cái mức giá đóng cửa của rất nhiều những cái cổ phiếu và các dòng cổ phiếu nó cũng đóng cửa gần cao nhất và cao nhất luôn và tương đối là nó cũng rất là đồng đều à nhà cho thấy là đây là một phiên test gap rất là thành công của thị trường thanh khoản thì cũng không có gì nổi trội đâu nó cũng vậy thôi và hôm nay cái yếu tố tâm lý là chính Chỉ cái biên độ thì em đánh giá thị trường cái biên hôm nay nó cũng không có nhiều quan trọng là cái cách nó kéo cuối phiên và cái cách mà thị trường nó lắp lại hết cái phần gáp sau đó nó hồi phục lên nó đánh rất là đúng kỹ thuật rất là đúng về mặt cung cầu đúng không cái vấn đề này chúng ta đã nói với nhau từ những cái lúc mà thị trường nó mở gáp xong rồi nó không xuất hiện bùng nổ thì khả năng rất cao là nó quay đầu về nó lắp đúng không thì thứ hai nó bắt đầu nó nó đạp xuống rồi thứ ba nó chỉnh thêm tí xíu nhưng mà nó vẫn chưa lắp thì phiên hôm nay mới là cái phiên lắp và rút chân thành công thậm chí là kéo quyết liệt vào uh, buổi chiều nữa ha thì khả năng cao là khi nó test tốt như vậy thì những cái phiên sau thị trường nó tiếp tục chờ đợi cái phiên bùng nổ anh chị ha và nếu anh chị nào mà có trong room cộng đồng á thì uh, cuối tuần á là chủ nhật á em chưa có ra video mới đúng không cuối tuần trước là mới đây mấy ngày nè, à, nhưng mà em có làm ra một cái bảng em gửi trong room khách hàng, rồi em có forward qua room cộng đồng cho anh chị mình theo dõi. Có nghĩa là từ lúc mà thị trường nó mở cáp thì anh chị phải lưu ý là khi thị trường nó lắp gap thành công hoặc là thị trường nó xuất hiện những cái phiên bùng nổ theo đà chẳng hạn, đúng không? Chúng ta có hai kịch bản, thì khi nó xảy ra và nó thành công rồi, thì chúng ta sẽ chú ý đến những dòng cổ phiếu nào, đúng không? chứ không phải lúc mà chúng ta sẽ bi quan chúng ta sẽ, à thị trường nó xấu xấu này kìa. À, với lại một phần là tối nay là Dow Jones nó cũng phép à, nó cũng hợp đúng không về những cái chuyện về lãi suất và chỉ số này kia nhưng mà cái vấn đề này thì anh chị cũng biết rồi à, người ta dự đoán nó sẽ tăng không vậy bảy hay là một điểm gì đó thì cái vấn đề này chúng ta đã biết từ rất lâu rồi giờ nó có tăng đi chăng nữa thì nó không mang những yếu tố gọi là tiêu cực mà nó mang tính chất bất ngờ và thậm chí đau Jones mỹ nó cũng không có phản ứng về những cái vấn đề này hình dung nó là như thế có nghĩa là những cái gì nó xấu nhất nó đã ra rồi và cũng trong cái video đầu tuần thì em đã có chia sẻ là gì thời điểm hiện tại à, những cái gì xấu mà động lực cho về đi mình giảm nó cũng không có nhiều nhưng mà động lực cho về nên mình tăng thì nó phải chờ đợi ý chí tổ chức nhiều hơn đúng không có nghĩa là giảm nó cũng không có gì để giảm mà tăng thì nó đang chờ đợi để tăng hình dung nó là như thế ha nó không còn cái gì quá tiêu cực hết cái gì ra ra hết trơn này hiện tại là nó đang bị chống thông tin nữa chứ không phải là tiêu cực nhiều hình dung nó là như thế anh chị ha anh chị mình có thể vô trong cộng đồng anh chị xem lại đây nè em có bật sẵn nè nè ngày 24 tháng 7 đúng không là chủ nhật á lúc 6 giờ chiều em có gửi uh, cái bản tin đúng không tại vì bữa đó em có việc á uh, gia đình thành ra là em không có làm video kịp ha thành ra là là, 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 là em ghi ra cái forward cho anh chị mình đọc cuối tuần theo dõi nếu mà không có video thì phải có bản tin này kia uh, theo dõi anh chị mình mới xét sao được hình dung nó là như thế thì anh chị bấm vô cái hình anh chị thấy nó hiện lên nè đây nè 24 tháng 7 nha nhìn bên góc nè đây anh chị nào tư chú ý các cổ phiếu và dòng cổ phiếu nào khi vừa nay mình kịch bản là điều chỉnh cần thiết lắp lại gấp ấp để mở ra trước đó hoặc là dòng tiền vào xác nhận luôn chẳng hạn à, thì chú ý đến những cái cổ phiếu nào cũng như đi theo những mẫu hình nào này kia thì em có forward ở đây rất là kỹ Đúng không nè, nhìn biến động mới chưa quá nhiều để cần diễn biến trong phiên đánh giá phù hợp nhất. Đúng không? Chứ không phải lúc chúng ta sẽ sợ thị trường nó bi quan quá về thị trường. Và chúng ta phải đánh giá là khi nó test thành công ở đây nè. Đúng không? Nó lắp cái gap up ở đây nè. Đó. Hoặc là gì? Trường hợp số 2 là đánh bùng nổ lên này. À, thì chúng ta sẽ nhìn cổ phiếu nào? đại Hình dung không? ha thì bây giờ chúng ta nhìn gì đầu tiên đó chính là mẫu hình vai độ vai ngược thì sẽ có cổ phiếu nào đây là BID và CTG đây bật lên coi BID CTG ha hôm nay chắc là chú ý cho một số cổ phiếu chú ý thôi tại vì thật ra thật sự ra nếu chị nhìn cái biến động á thì hôm nay đại đa số cổ phiếu nó đâu có khác gì đâu có nghĩa là nó không giảm mà nó cũng không tăng thêm bao nhiêu thậm chí có những con nó giảm trong những lúc mà hai cái phiên kia vừa đi mà nó đỏ đi nhưng mà hôm nay rút chân thành công theo cái hiệu ứng kéo lên test giá của thị trường có nghĩa là về mặt bằng về giá nó không thay đổi gì cả nhưng mà cái cái điều mà chúng ta cần chú ý là gì cái cách mà nó rũ bỏ nhà đầu tư ra và kéo ngược trở lại tạo thích cung chẳng hạn hoặc là kéo ngược trở lại để chuẩn bị cho những cái pha tiếp theo đó chính là những cái cái vận động mà chúng ta sẽ cần phân tích chứ thật ra giá thì nó có thay đổi gì đâu đúng không rõ ràng là như thế chị nhìn giá nó có thay đổi đâu có nhiều con tích lũy nó nằm yên nó mấy ngày nay rồi nằm yên cả tuần nay luôn rồi cả tháng nay rồi nó cũng vậy mà nó cũng đâu có thay đổi gì đâu thì bản chất cái sự tích lũy là gì tích lũy ta gọi là đi ngang đi ngang là không tăng không giảm chỉ là cái cách vận động và cái cung cầu nó diễn biến ở trong cái nền tích lũy nó như thế nào và cái phản ứng của thị trường như ra sao ví dụ như nó mạnh hơn thị trường đúng không thị trường lắc mà tôi không lắc Đấy, thị trường bị bán nhưng tôi đỡ cung Ví dụ như thế, thì cái đó là những thứ chúng ta cần nhìn Chứ nếu nói về biến động mà đòi mà thị trường à, con hôm nay con này trần, con này sàn thì nó đâu có nhiều đâu Đúng không? Anh chị hình dung nó là như thế Anh chị ha, để anh chị nhìn qua một số con đi Ví dụ như dòng ngân hàng có BID nè Mô hình vai đầu vai đúng không? Cái này thì em có vẽ rồi ở trong cái video đầu tuần em cũng có nói luôn anh chị mình có thể xem lại ha hôm nay nó cũng có yếu tố rút chân lên là lắp lại phần gáp này <laughs> nó có hai cái gáp nha đây là cái gáp được mở ra trong cái ngày 20 tháng 7 nè đúng không nó đạp cây này xuống lọ lắp nè test rút chân nè xong mà ngày hôm qua nó hở cái cáp lên nè thì hôm nay nó cũng lắp lại nè đó nói chung là nó tương đối là nó siết chặt ở cái khu này tương đối tốt khối lượng nó cũng có những sự kiệt dần thì bây giờ nó chờ cái tín hiệu chung của thị trường thôi tại vì cái dòng ngân hàng này nó gắn liền với thị trường và cái đương nhiên là dòng này kéo thì thị trường nó lên chắc chắn luôn absolutely đúng không thì băng kéo lên chắc chắn là thị trường lên rồi tại vì nó là dẫn dắt mày, tại vì nó có yếu tố thanh khoản rất là to hình dung đó là vậy thôi anh chị ha thì vai nè đầu vai nè gọi là vcb thu hẹp nè đúng không cái này đã nói trong video đầu tuần cũng có nhắc rồi tại thì nó cũng tương đối tốt tiếp theo là con gì con ctg này vai đầu vai này nè kéo lên đúng không nè rớt 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 chỉnh theo vào đây nè nó vừa lắp hết cái phần gáp ngày 20 tháng 7 này nè khít luôn á đây nè hở lên là đúng không à nó hở lên nè chỉnh nó xuống là lắp khít luôn vừa khít cái bật lên kẹo và con này được kéo atc này nè atc như trước atc nó thâm chiếu à nè nhưng mà vô cái nó kéo sành lên đài hình như mà là khối lượng vẫn rất bé tại vì có ai bán nữa đâu đúng không quan trọng là tạo tâm lý là chính chứ có ai bán nữa đâu hình dung đó là như thế ha à, thì đây là một cái mẫu vai đầu vai này đang chờ xác nhận lên đúng không đấy rồi tiếp theo qua cái hình này nãy là nền tích lũy dài và biên tích lũy lớn ha à, biên tích lũy là sao biên tích lũy là giống như những con như KBC Hà đô ta gọi là biên tích lũy còn những con nền tích lũy là sao như STB và MB ta gọi là nền tích lũy hình dung ha ví dụ như là STB đi STB nè xí chặt nha bây giờ nếu mà nói con này mà phân tích về giá thì anh chị thấy nó nằm cái giá 23 này một thời gian rồi đúng không thì nó mới gọi là tích lũy siết chặt có nghĩa là nó xí cái nền sát nhau vậy nè giá nó không thay đổi bây giờ con cũng có, có nhận định gì thêm về nó thì cũng đâu có thay đổi gì về giá đâu đúng không nhưng mà cái cách vận động khi mà nó trụ qua rất là nhiều những cái đợt rung lắc của thị trường rồi nó không có test đáy mà nó giữ kinh trên này kia đó đó là những thứ chúng ta quan tâm có nghĩa là sao cái phản ứng của nó khi mà cái con thuyền con thuyền này nó ra biển nó bị gió nó dập nhưng mà nó vẫn đi được nó vẫn đi tiếp được nó không có bị quay đầu về nó không bị bể này kia đúng không nhiều khi bể thuyền cái phải bơi vô lại mua thuyền mới ví dụ như vậy à thì nó vẫn xí chặt mà nó test cung hai cây như thế này nói chung là cũng chờ đợi thì chưa ha à, rồi mà cũng em vậy mà hôm nay là nó có đun một tí xíu để nó lắp cái phần giáp này nhưng mà đánh giá thì hôm nay có sự rút chân tương đối nè thì con này á, cái áp lực hôm nay á nó bị bán do cái cây t cộng này về nè cái cây mà buôn lên như thế này ai cũng nghĩ nó đánh đó. À, thì hôm nay áp lực mà nó đỡ cung như thế này rút chân thì nghĩ ngày mai con này nó sẽ hồi phục ha rồi những con khác thì em không ưu tiên lắm tại vì sao tại những con này thì nó đẹp hơn những cái phần còn lại một chút ha acb à đúng rồi acb acb thì nó không có mẫu hình vai đầu vai gì hết nó chỉ là một cái nền xí ở đây thôi nó cũng chờ tín hiệu của thị trường ha nói chung là mình sẽ nói một con tiêu biểu thường dòng băng nó giống nhau nè ví dụ như liên việt đi liên việt hôm nay là cái con mà nó chủ động nó đánh trước ha cây này lên đánh nè đúng không đây là cây bung nổ gặp kháng cự đó lập game chỉnh lại cái T3 về vẫn giữ này bơm tiền vô đánh luôn ha đánh lên nè được 4 phần trăm rất tốt ha đấy nó cứ nền trồng nền đi lên là ok đó những cái cây này gọi là cây đẩy nền ha dần dần nó sẽ có luân chuyển luân chuyển rồi nè đó nó tích cung nó đều nè OCB này anh chị nhìn giống dòng nào những cái con như OCB hay là MSB anh chị nhìn chị thấy giống dòng nào giống dòng đầu tư công á giống dòng bất động sản á cái thế nó giống ha ví dụ tí nên chị coi ví dụ con đất xanh đi hôm nay đất xanh này. đất xanh nó cũng đánh nè đúng không nè nè xí cái nền nè giống không ví dụ như đích này. nè nè Chị nhìn cái nền này nó không có đánh lên cây nó cái này có nói trong những video tuần trước luôn những cái nền như fcn này kiểu gì nó cũng nổ một cây đúng không ạ à? kiểu gì nó cũng sẽ có một cây nổ đấy nếu mình thích lướt thì mình có thể chọn những con này nhưng mà nếu đánh chuẩn mẫu hình đó thì không nên chọn thì những con này anh chị biết rồi trần sàn nó hơi lỏng lẻo rồi trượt giá này kia nó hơi nhiều thì nếu mà tính đầu cơ nó hơi cao thì nó không phù hợp cho sự an toàn chẳng hạn hình dung nó là như thế ha còn như shb đi cây này cây dòng tiền vào nó đã có xuất hiện dòng tiền rồi đúng không quy tắc là gì nền tích lũy khối lượng càng giờ xuất hiện tích cục đằng trước nếu có thêm một cây bùng nổ dòng tiền thì càng tốt à, thì đây là gì cho nó bùng nổ lên nó gặp kháng cự thì cái việc mà nó tái tích lũy lại đúng không? hồi xưa nó bùng nổ cây này lên em có chia sẻ rồi kiểu gì nó cũng phải tái tích lũy lại chứ không mới nổ liền đâu nhiều khi ơi vô cái này ui cây này cũng nổ vô đà nổ vô đà con này là tăng luôn chân, 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 chân. đâu có đâu gặp kháng cự là nó phải xoay quay lại đó chuyện nó sẽ cần thiết anh chị ha thì đối với b nó cũng đẹp nó tích lũy lại đây đó test về hỗ trợ bật lên test cung như thế này nó cũng chờ đợi những con khác tín hiệu chung anh chị ha rồi ví dụ như uh, Tết đi cũng vậy test á, là thuộc dạng biên tích lũy ha test á, thì dễ test chỉ cần vượt cái này lên là được là đánh được ha nhưng mà nó phải có dòng tiền thành ra là con này thường thường anh chờ rình thì là đủ ưu tiên thì đánh nha vip là nó không nổ cây này lên bùng nổ lên cái quá đẹp luôn nhưng mà gặp gì gặp kháng cự thì nó tái tích lũy lại T3 về nó vẫn giữ xanh như thế này là tương đối ok cái cây này bao nhiêu 4 triệu cổ phiếu mà hàng về nó chỉ giao dịch có 817 k như thế này là ok rồi có nghĩa là cái áp lực bán không đến từ tổ chức đương nhiên cái lượng tiền này ở thời điểm này với sự lo sợ của nhà đầu tư như thế này thì chắc chắn dòng tiền này người dám mua chỉ có thể là tổ chức thôi và với những cây như thế này mà T3 vậy nó vẫn giữ như thế này thì nhìn chung á nó được hấp thụ tốt đúng không vì vậy cho quá ha. Rồi. VB nó cũng siết cái nền đây nè, mặc dù là nó không có kinh trên giống mấy con kia nè Nhưng mà nhìn chung là cái thế nó cái form giống nhau. Tại vì sao? Tại thường á cái này nó sẽ chờ thị trường nó nổ một loạt, xong rồi bắt đầu nó mới phân hóa, lại dụ như con nào lên kháng cự này kia thì kia nó bắt đầu nó có phân hóa nhiều hơn. Nhưng mà thường á những cái cây mà tết cung chung như này thì em kỳ vọng nó phải nổ một cây giống nhau cái đã, sau đó nó bắt đầu nó mới phân hóa ha thì chúng ta nếu mà đánh giá kỹ hơn về những cái con dòng băng chung với nhau đó, thì nên đợi nó nổ một cây trước rồi bắt đầu nó phân hóa này mới đánh giá trên cái sự phân hóa khi mà nó nâng cái nền lên cao á thì mỗi con nó sẽ có cái gọi là cái diễn biến nó giống nhau à, gọi là diễn biến nó khác nhau chỗ nào giống nhau chỗ này nhưng mà hiện tại là nó tích cung chung thì có khả năng nó sẽ nổ một cây tương tự nhau trong những cái phiên mà nếu thị trường có xác nhận hình dung nó là như thế ha rồi tiếp theo như đây có cái dòng gì nữa dòng dầu khí đúng không à dòng dầu khí mẫu hình test nhiều đáy và biên tích lũy nền tích lũy lớn rồi ta có còn gì còn ỏi uh, ha vẫn là một cái siết nền này tương đối đúng không so với giá này giá này thì nó cũng không thay đổi nhiều chỉ là nó chưa có bùng nổ thôi đúng không nó vẫn là tích, nền tích lũy ví dụ như bvs nè chỉnh xuống hồi lên nó tạo ra một cái đáy nhưng mà nhìn chung nó vẫn cao hơn cái đáy này thì nhìn chung nó vẫn ổn nhưng mà con này em đưa vào diện quan sát thôi nếu anh chị muốn thì là nó vượt 24 anh chị mua nó sẽ ok hơn ha bvt là bvt thì hơi xấu riêng bvt thì hơi xấu nó test như thế này là xấu ha nói chung là chỉ cần chọn là được hai con kia đó à con bvd đi mặc dù mình sẽ không mua con này đâu nhưng mà cái phản ứng mà rút dò là như thế này chứng tỏ nó test cái phần đẩy là tương đối thành công và con này nó được cái là nó nhảy dòng tiền nếu con này kéo đầu tiên thì dòng dầu khí nó cũng sẽ chạy đầu tiên ha nhưng mà thường mình sẽ không mua con đó nè bsr bsr cũng tích cười lại nó siết siết lại nó giống đèn này. nó tự tựa như cái đèn này đây nè nó giống cái này nè thường là giống giống là giống nhau hết đấy. nè giống giống này nè thì dầu khí xưa giờ đánh cái bài đánh bài nè rơi một nhịp đây rơi nhịp thêm nữa là đây nè, anh chị thấy nó, nó sẽ tích lũy cái đạn này tương đối mất thời gian ha à, thì em có chia sẻ rồi bé giờ nếu anh chị thấy nó đánh lên thì anh chị lo bán sớm đi tại vì sao trong ngắn hạn khi nó lắp lại cái phần gáp này thì đó chính là cái cơ hội tốt cho mình bán tại vì kiểu gì nó cũng quay đầu à tại vì nó là cái con rơi hai tầng rơi hai tầng nó sẽ lâu hơn những con thuộc dạng gọi là bùng nổ nền dưới như thế này ha cái này phân tích rất là kỹ trong rất nhiều video rồi nha gáp này anh chị thấy không khi nó lắp lại phần gáp này nó bun cây này lên cái là lọ bảng đi còn cái phía sau này nó cũng không có mẫu hình nó cũng chưa có tích lũy đủ nữa thành ra nếu để em đánh giá ở phía sau này mua được hay chưa thì em nghĩ là chưa tại vì những con nó phải nhiều nền như thế này nè thì mình dễ chọn hơn đúng không còn những con này nó bị gãy sau thành ra nó hơi khó nha yeah. nó bâu nè bâu nè tết lần cái nâng đại lên tết cùng là tương đối đẹp ha à. ở trong đây vẫn là một cái thế tích lũy tốt nè chờ đợi nó bứt phá lên đây thì anh chị mới mua thêm sao hoặc là mua nước hoặc là mua bắt vô điểm đánh tài cộng nhưng mà hiện tại em cái chờ em thường em nó vượt cái đỉnh nhỏ này mới mua tại vì cái biên nó sẽ to hơn là ăn cái nhỏ nhỏ phía dưới này nó không có đáng mà biên là những nó không có nhiều nha yeah. Rồi mình chỉ nói những cái dòng nào mình chú ý đó nha ví dụ như dòng bảo hiểm đi bảo hiểm nên chỉ có gì cũng bvh đúng không bvh bvh đã rủ khó chịu không rủ cây này nè Xong mà cây này thật ra rủ là không bao nhiêu cả cây này nó kéo ngược lên năm phần trăm đấy như chưa từng có cuộc chia ly đó, rủ một hai ba bốn năm Kéo bắt cái cây này bằng hết năm cây này luôn khó chịu không nhưng mà nguyên lý thì có thể hiểu được không hiểu được chứ tại đây nên hỗ trợ à, đấy kéo chủ động nè đúng không thì những con như thế này khi nó vượt mức giá 58 anh chị sẽ cực kỳ chú ý để anh chị canh tham gia ha anh chị sẽ có một cái điểm mua ở đây quanh 58 lưu ý nha đấy khi mà thị trường test xong anh chị phải chú ý những dòng nào là phải chú ý những con này nè rồi tiếp ba cổ phiếu riêng lẻ Vinamilk, Hà Đô và KBC rồi KBC tế lại nè, à, hôm nay gáp đào rất lớn nha, gáp đào sáng nay tính ra mới mở ra giảm nhiều giảm ba phần trăm tương đối đấy tương đối đấy ha mặc dù là em nó thì em thích là nó nó chỉnh thẳng về đây luôn nhưng mà nó chỉnh như này là đẹp rồi anh chị ha nếu mà nó đỡ cây này lên mà nó tương đối tốt như thế này thì chỉ cần mà nó siết lại đây nè à vượt 37 anh chị mua nha nó sẽ đi vào một cái đạn chạy nước rút ở trên này, nè tại vì cái đạn nó chạy nhiều rồi ha ví dụ như hà đô đi hà đô đó hà đô đẹp chưa hà đô nè đó siết lên nè con này mà nếu bứt lên dòng tiền mà ở đây nó nó bò bò lên mà không có dòng tiền nhưng mà cây này bùng nổ một cái chị vô mua liền thì trong ngắn hẹn nó sẽ có một cái đại ở trên này chị ăn chị lướt cái đại này ăn được cũng 15 phần trăm đấy tương đối đấy ha rồi tiếp theo con gì Vinamilk Vinamilk cổ phiếu bị lãng quên đúng không đấy nhưng mà anh chị nhìn mẫu hình nè rơi xuống tạo hai đế lớn tích lũy xí cái nền chặt ở đây thì xác suất cái nền này nó sẽ kéo là tương đối nhiều À, nó có quy tắc hết thường mình mua mình sẽ chọn những con nó form như thế này ha chứ cũng đừng kỳ thị cổ phiếu rồi tiếp dòng thép dòng thép thì ở cái thời điểm này em làm nó dòng thép nó tích lũy nền tốt nhưng mà ở trong thời gian gần đây thép nó đang bị test đáy nó ban thì nó retest lại cái phần đáy này hôm nay là có đỡ cung rồi nè thì cổ tức nó về người ta bán xác suất ngày mai tạo đáy là tương đối cao nha nhưng mà nếu mà nó test như thế này thì chắc em nghĩ nó sẽ mất thời gian ha đây nè họ gặp đào lên Tụi nó, nó đã rớt gấp đau mà nó hồi lên là khả năng tạo đáy ngày mai là tụi nó cao rồi nhưng mà chết á là nếu mà nó rớt như thế này nó ngoài dự kiến của mình so với lại những cái nhận định của mình ở trong cuối tuần thì nói chung nó sẽ hơi mất thời gian thôi mình không có ưu tiên dòng này nữa nha nếu tại vì lúc em làm cuối tuần á là nó đang như thế này là à, đang xiết cái nơi này đẹp à à đúng không nó đang xiết cái nó đẹp thành ra mình mới lưu ý còn nếu mà trong thứ hai thứ ba mà nó tụ tụt tụ tụt, tụt, tụt như thế này rồi á thì có khả năng là chị phải chờ thêm một chút ha khoảng chờ thêm khoảng, khoảng tầm uh, qua tuần sau đầu tuần sau khi mà nó cân bằng nó nâng cái nền lại đây lại á, thì bắt đầu phải đánh nha nói chung nó rủ như này nó mất hơn khoảng tầm vài ngày nó sẽ hơi trẻ hơn mấy dòng kia chút đấy nói chung đây chính là những cái dòng mà anh chị sẽ lọc ra nên anh chị mình sẽ cực kỳ chú ý đúng không đấy nó sẽ là những cái điểm mà anh chị chú ý còn nếu mà thị trường nó xác nhận nếu giả sử như thị trường nó có bùng nổ theo đà vào ngày mai đi ví dụ như thế ví dụ nha thì nếu mà đã có bùng nổ theo đà rồi thì em nghĩ nó sẽ dễ hơn tại vì sao nếu đã có bùng nổ theo đà rồi thì hầu như chắc chắn với anh chị mà 90% các dòng dòng nào nó cũng tăng cái đó không có dòng nào giảm hết đó chắc chắn luôn tại vì nó đã bùng nổ theo đà nó phải đánh hết à, đây là em đang dự kiến là nó đang phân hóa đó nha còn nếu bùng nổ là tăng hết một lần á thì lúc đó nó bắt đầu là khi sau khi bùng nổ xong thì nó mới có form để anh chị mình quan sát ha đấy nhìn chung là anh chị cứ focus vào một số những cái dòng chính như vậy thôi đấy dòng chứng khoán anh chị nhìn là dòng chứng khoán nó bắt đầu nó cũng hấp lại nè nó lắp đúng cái gáp nó lên mà anh chị đúng không nè lắp cái gáp nè ha nhúng thêm đây thật ra có mấy like với nhiêu nhưng mà nó đỡ là lại nè ha à, nhưng mà nó lắp ghép thành công tính ra con hcm này vẫn chưa yếu nha em nghĩ nó vẫn kéo nữa đấy tại vì những dòng này nếu nó bán nó đã bán rồi à, ha chứ nó không có để neo 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 vậy đâu đó nói chung là nó sẽ hỗ trợ cho vợ đi mình cho những cái nhịp phía sau rất là tốt nhưng mà riêng dòng này thì em lại không có điểm mua ha chưa có điểm mua dòng này thì em không đánh giá cao lắm có thể nó sẽ kéo vào đây nhưng mà mình không chờ ừ, vậy thôi đâu phải là tăng là mua đâu gì ha nó siết vòng chặt á, đánh nó sẽ an toàn hơn vậy thôi hình dung ha FPT thậm chí không lắp lại phần gáp này mà nó vẫn đỡ phên trên phần gáp thì đây chỉ là một cái hỗ trợ của nó tôi nói tốt ha nói chung tổ chức họ không muốn lắp thì nếu như ngày mai á, mà nó kéo bùng nổ lên lại mức giá 90 anh chị mình có thể xem xét nha rồi nè mà kéo lại nè bờ đất này. bờ đất sáng hình như ai khớp ở đầu giá dưới này nè xong hồi lên thì có thể đây là một cái mẫu hình gì hai đáy đó thành đây có chia sẻ mà không rớt ở đây là đó là tạo spring spring tạo lên đây anh chị cân nhắc lên trên đây á t 3 về được thì bán đi tại vì nó sẽ có cái đáy hai này đó đánh cũng chuẩn bài mà đúng không nhưng mà mua thì không mua nha hiện tại thì mở nó chưa có điểm mua đâu mà mình nhìn vậy thôi chứ đúng á là nó phải có con kè hồi lên đây xong rồi nó tá tích lũy ở biên trên thì mình mới chơi ha nó phải tá tích lũy lại ở cái biên trên này mình mới chơi hai đáy nâng lên tích lũy ở đây mới chơi thường là như thế chứ không có bắt những cây này làm gì nha yeah. rồi bng là hơi lỏng thành em không đắt. từ từ cái đạn sau này nó lỏng rồi nó lỏng mình không chơi ha rồi nhìn sơ sơ qua dòng khác đi dụ như nha như nó thì chưa bắt đầu nó kéo đều nè đó fcn nó không tăng này nè không tăng đều đều đều, đều nhau đó. đều 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 nhau hết đấy lên đều đều, đều nhau ha đất xanh là con nổi trội nổ lên là lắp gáp nè ha nhưng mà thôi ngày mai lo bán đi ngày mai ai có đâu bán đi con này nó chỉ phù hợp cho hàng nào về rồi thì đánh thuê cộng thôi Bây giờ bắt thì hơi muộn miễn con này đánh nó cũng khó lường lắm bắt nó cũng hơi khó thành ra tốt nhất mình không nên bắt anh chị nào bắt được thì cứ canh bán tùy ha nhưng mà một số dòng nó vẫn yếu nha ví dụ cảng biển đồ nó cũng không có bao nhiêu rồi phân bón rồi nó cũng không mạnh tại vì nó là những dòng nó đã gãy rồi phân phối rồi ha thành ra xuống dưới đây anh chị đòi hỏi nó nó tăng làm sao nó tăng được nó phân phối ở trên rồi quả may nó tạo ở đây một hai đáy là cũng tạm nè nhưng mà nó sẽ cần thời gian tích lũy lâu lắm những con này khả năng đi lên nó hơi có ha những cái nhịp hồi này là những cái nhịp anh chị xử lý thôi chứ giờ để nó vòng xuống đây thì anh chị phải chờ đợi nó làm hai ba đáy gì đó quả quá trình nó cũng tương đối lâu tại vì nó đã phân phối ở trên rồi thì nó gom với lại nó mất thời gian lắm nó không có lên gì đâu nha hơi mất thời gian một chút mà những dòng này nó lại không có tác động về chỉ số bờ đi nữa nó không có cơ sở nó không có khả năng uh, ảnh hưởng đến chỉ số nó không có điều tiết được gì hết mà nó cũng không phải dòng tiền lớn nữa nó hơi riêng lẻ mà một khi riêng lẻ mà những con riêng lẻ nha một khi nó đã phân phối xong mà nó gãy rồi á nó không có cái trợ lực cũng như là không có cái nhóm ngành của nó không có cái tin tức lại về nó rồi thị trường nó không thuận nó yếu này kia những con nó rất khó đánh nó, nó đâu có cơ sở gì để nó vào đâu ví dụ ví dụ nó kéo dòng chứng khoán đi nó còn kéo chỉ số và đi được nó kéo trụ nó còn kéo chỉ số và đi được nó đánh băng nó đánh thép đánh đồ này, nó cũng giúp cho và mình tạo cung được chứ đánh mấy con lẻ 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 ngoài làm gì lên được đúng không nó khó vào ha à, hình dung nó như thế những con này nó khó vô tiền nó khó chọn lựa đúng không con này tết đáy hết rồi ha lâu quả may bùng nó theo đà thì nó cũng tăng được một cây đó nhưng mà tăng xong cây đó em nghĩ nó cũng không lên ha nó cũng không lên lắm, nó cũng lâu lắm không có thời gian lên đâu bất động sản quả may nó vẫn lên được nha bất động sản vẫn kéo được đấy chứ không phải là không đâu tại vì bất động sản mặc dù là nó hơi biên nó hơi lỏng lỏng mà dù sao nó rơi cũng quá nặng rồi thành khi mà nó siết nền phía dưới thì nó vẫn nổ được vài cây ha nhưng mà nếu anh chị nào mà thiên hướng uh, sợ rủi ro và không thích biên đầu cơ lớn thì mình không nên chọn dòng đó tại dùng nó bản chất là nó chần sàn rất nhanh nó trượt biên lớn ha và thay vì đã chọn những dòng siết chặt thì nó sẽ an toàn mình tùy theo cái khẩu vị của mình nha rồi nhìn chung mà mình chỉ view sơ thị trường vậy thôi tại vì bây giờ thị trường anh chị vẫn phải chờ vào ngày mai hôm nay nó nó chỉ là một viên gì nó test gáp thành công nè lắp gáp thành công nè kéo cuối viên tốt nè ha test cung tốt nè đấy thì phải chờ đợi gì kích quả ha nó phải có phiên kích hoạt đấy có thể là nó sẽ tích lũy một vài phiên nữa nó mới kích quả hoặc là ngày mai nó kích quả luôn cái gì đó tùy tùy cái cách vận động của tổ chức nhưng mà những cái vận động mà lắp ghép như thế này là tốt nó không có hở ở dưới những cái lỗ là lắp hết để làm gì để nó không có tiềm tàng nó gọi là rủi ro tiềm tàng nó lên cao quá nó quay đầu thì mất công nó sẽ đi chỉ số nó nặng rồi đạp nó nhiều con phải đạp biên lớn rồi mới quay về được còn lắp sớm á, thì giống như là nó siết chặt như vậy thì khả năng đi lên của nó, nó không có gặp chướng nghệ vật đúng không ví dụ đi à, anh chị xây cái nhà đúng không mà anh chị xây cái cái cột á cái cột nhà ở dưới tầng 1 anh chị xây nó lỏng lẻo thì cái sự lỏng lẻo đó anh chị hình dung nó là một cái gác nó là một cái lỗ như thế này đúng không và anh chị cố chấp anh chị xây cái nhà lên bốn năm sáu bảy tầng gì đó phía trên thì khi mà cái áp lực mà thị trường nó bị phô mô nó bị nóng nó bị tăng nhiều hay còn nói là cái nhà lên cao thì nó bị gì nặng đúng không? thì nặng như vậy mà cái cái cái, cái phần cái cột nhà cái chân ở dưới đó, nó yếu thì nó dễ gì sập đúng không? nó sập nhà thì cái chân ở dưới nó không có nông có chặt nó hở lỗ cái vùng nó không may giao dịch hết à được không? thì nó không có chặt hả à. mình liên tưởng đến đời sống nó là như vậy còn nếu ví dụ như anh 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 xây cái cột nhà tầng 1 anh xây nó hơi bị uh, dở bị yếu bị kia mà anh mới xây cái nền của tầng 2 anh phát hiện ra uh, cái nhà mình hình như nó hơi lắc hình như nó hơi không ổn định lắm có vấn đề quay về kiểm tra thấy à thì ra cái chân này tôi làm hơi yếu là thôi tôi đập cái chân này tôi làm lại dù sao tôi cũng mới xây được có cái cái tầng 2 thôi quay đầu về chỉnh lại cái chân xây cái chân đẹp đẽ ngon lành đúng không đúc lại mới được rồi lên xây thì khi xác nhận là xây bốn tầng luôn cũng không sập nữa tại vì mấy cái những cái lỗ mọt những cái gì sai sót ở phía dưới cái nền bóng gốc rẻ nó nó chặt rồi thì khi mà lên cao thì nó ít áp lực Thế nó không có bị quay đầu về nó lắp cũng giống như là nhà nó sẽ không bị sập nếu mà những cái chân phía dưới nó tốt đó à, hình dung là vậy mới xây phát hiện liền à cái nhà ông ổn nha Hình như dưới nó sẽ dối sao á ăn bớt bê tông mà chôn gì đó trộn tỷ lệ không đúng gì đó này kia không ok đã quay về kiểm tra à thấy cái cột này không ổn quay về lắp liền xây lại liền đó bắt đầu mới đi lên những cái tầng cao hơn thì nó mới an toàn được không hình dung thực tế như vậy đó, ha dạ rồi thì hình dung hôm nay video chỉ vậy thôi sơ qua thôi thì chú ý một số những cái dòng cổ phiếu anh chị mình cần lưu ý những con nó thứ nhất là siết chặt nó an toàn và nó tiêu biểu hơn những cái con khác ha và chờ thị trường xác nhận nhiều hơn dạ rồi Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều ha thời gian tôi đây xem video của em nên anh chị thay cho một like đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi mà em ra video cũng như là anh chị muốn tham gia vào cái hệ thống room cộng đồng chia sẻ anh chị mình có thể quét cái mã qr ở phía bên tay trái màn hình ha nó có hai cái mã mã trên mã dưới anh chị cứ quét còn không anh chị bấm xuống cái phần mô tả là dưới ở phía dưới á kéo lên bấm dưới có cái phần mô tả để chỗ cái tiêu đề của video dưới ở cái chỗ nút like à bấm nó sổ sổ ra sổ ra là có cái link bấm vào cái link, vô cái link vô cũng được ha dạ rồi cần gì liên hệ thì cứ liên hệ thẳng em dạ rồi xin cảm ơn chị rất là nhiều ha dạ nè tối nay xem video của em chúc anh chị mình một buổi tối uh, vui vẻ uh, bên gia đình và người thân ngủ ngon này kia dạ rồi và tiếp tục chiến đấu vào ngày mai anh chị ha dạ rồi xin cảm ơn chị rất là nhiều